Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Chớ ngại chịu khổ vì Chúa, nương trên lời Chúa trong Ma-thi-ơ chương 1 câu 18 đến câu 24. Vả sự giáng sanh của Đức Chúa Giê-xu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình. Câu gốc của bài học: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ma-thi-ơ chương 1 câu 20 phần B. Câu hỏi suy gẫm: Ông Joseph đối diện với điều gì khi biết tin vợ hứa của mình đã có thai? Lý do nào khiến ông không ngại cưới cô Mary làm vợ? Chúng ta học được điều gì qua sự chịu khổ vì Chúa của ông Joseph? Kính thưa quý vị, việc cô Mary mang thai hài nhi Giê-xu bởi quyền phép của Đức Thánh Linh là một sự kiện lạ lùng và nhiều nghi vấn. Người phải đối diện với sự thật này nặng nề nhất chính là ông Joseph. Ông rất yêu cô, nhưng phải làm gì đây? Ông đối diện với những sự lựa chọn hết sức khó khăn. Thứ nhất, nếu cưới cô Mary làm vợ, ông phải chịu nhục nhã vì hài nhi không phải là con ruột của ông. Thứ hai, nếu giận vì nghĩ mình bị lừa, có thể ông sẽ đưa cô Mary ra trước tòa án để bị ném đá đến chết. Phục truyền chương 22 câu 23 và 24. Thứ ba, vì là người sốt sắng tuân thủ luật pháp, nên ông đang nghĩ đến việc âm thầm từ hôn, câu 19. Có lẽ ông thấy quyết định này là khả thi nhất, nên ông ngẫm nghĩ về việc ấy. Ông Joseph cân nhắc chọn từ hôn, vì nghĩ rằng cô Mary đã không giữ lời đính ước, hài nhi không phải là con ông, nên ông cũng không phải chịu trách nhiệm. Nhưng Đức Chúa Trời đã cho thấy có cách chọn lựa tốt hơn chúng ta tưởng. Khi đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Câu 20. Lý do thiên sứ của Chúa khuyên ông Joseph đừng ngại cưới cô Mary làm vợ, vì đó là ý định của Đức Chúa Trời. Thiên sứ khẳng định hài nhi Giê-xu mà cô Mary đang mang thai là bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, chứ không phải do bất kỳ mối quan hệ xác thịt nào. Thiên sứ còn cho biết mục đích giáng sinh của hài nhi Giê-xu là để cứu dân mình ra khỏi tội. Câu 21. Nhận biết cô Mary vẫn giữ trọn lời đính ước, và hài nhi Giê-xu chính là đấng cứu thế của lời hứa từ hơn 700 năm trước. Câu 23, Ê-sai chương 7 câu 14. Ông Joseph đã vâng lời Chúa, làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình. Câu 24. Khi đã biết rõ ý Chúa, ông Joseph sẵn sàng chịu khổ vì Ngài. Ngày nay theo Chúa,
chúng ta cũng không tránh khỏi phải đối diện với sự dèm chê, mỉa mai từ những người xung quanh. Lắm lúc phải hạ mình trong nước mắt để công việc Chúa phát triển. Có khi ngay giữa vòng anh chị em trong Chúa với nhau, chúng ta cũng bị nói xấu, chỉ trích, phao vu, vân vân. Tấm gương của ông Joseph khích lệ chúng ta chớ ngại chịu khổ vì Chúa. Hãy trung tín học lời Chúa để biết ý Ngài. Trong mọi sự, cứ tin cậy vâng lời để chương trình của Chúa luôn được thành tựu qua đời sống chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng không hề thay đổi, xin ban thêm sức cho con để trong công tác phục vụ Chúa, con vui mừng sẵn lòng chịu khổ vì Chúa. Cầu xin Đức Thánh Linh ban sự bình an trong những quyết định của con. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta được khích lệ gì khi đang chịu khổ vì Chúa? Đối diện thử thách phủ vây, cậy trong ý Chúa đức tin vững vàng. Chịu khổ Joseph sẵn sàng, vâng lời Chúa phán dẫu ngàn dèm chê. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.